Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 135. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 152, hàng thứ tư từ dưới đến lên. Xem từ câu thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Đối với câu kinh văn này, cụ Niệm Tổ nói: thử hữu nhị giả, nhất tịnh ảnh sớ diệt, minh tu thắng giải, Như Lai tạng tánh, thị Như Lai thậm thâm pháp tạng, ám chướng ký trừ, minh hiện kỹ tâm, cố viết thọ trì, thị dĩ minh tâm di thọ trì thậm thâm pháp tạng. Pháp tạng trước hết phải hiểu rõ ràng thậm thâm pháp tạng là gì. Pháp là Phật Pháp, tạng là chỗ có lưu giữ Phật Pháp. Nơi nào có Phật Pháp, cất chứa Phật Pháp. Nhất là nói Như Lai thậm thâm pháp tạng thì phải là Phật Pháp rốt ráo viên mãn mới được gọi là thậm thâm pháp tạng. Nói theo sự, tôi nghĩ các đồng học nhất định cũng biết Phật Pháp rốt ráo viên mãn là gì. Cổ Đại Đức nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là pháp căn bản của hết thảy Phật Pháp. Hết thảy Phật Pháp, không pháp nào chẳng lưu xuất từ Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giống như biển cả, Phật Pháp như sông ngòi. Những con sông ấy đều chẳng tách rời biển cả. Tịnh ảnh sớ là của Pháp Sư Huệ Diễn đời Tùy. Ngài giải thích câu kinh văn này như sau: minh tu thắng giải, Như Lai tạng tánh. Vì
Vì hết thảy các pháp của Như Lai đều lưu xuất từ Như Lai Tạng Tánh. Như Lai Tạng Tánh chính là tự tánh, còn gọi là pháp tánh. Đấy chính là pháp tạng rất sâu của Như Lai. Ám chướng ký trừ, minh hiện kỹ tâm. Đây là chân tâm của chính mình. Điều này được gọi là thọ trì. Ám là mê hoặc, là phiền não, vô minh phiền não. Chướng cũng là phiền não. Ám chướng tức là phiền não chướng và sở trì chướng. Nếu chúng ta dùng hai chữ ấy để nói hai thứ chướng ngại ở đây, thì chướng là sở trì chướng, ám là phiền não chướng, tức vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ y đều bị diệt trừ, đều buông xuống, đều chẳng còn. Người ấy là gì? Pháp thân Bồ Tát, đã minh tâm chuyên tâm. Ám chướng chưa trừ thì là lục đạo phàm phu. Sau khi đã diệt trừ, lời sớ bạn diệt tiếp minh hiện kỹ tâm, nghĩa là tâm của chính mình liền hiển hiện. Điều đó được gọi là thọ trì. Vì vậy ý nghĩa trong đoạn này là quay minh tâm là thọ trì tạng pháp rất sâu. Minh là thiện tánh, thấy bản tánh của chính mình. Trong thiền tông thường nói buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, sẽ thấy bản tánh của chính mình. Tông môn gọi chuyện này là đại triệt đại ngộ, minh tâm chuyên tâm. Đó là thọ trì thậm thầm pháp tạng, thật vậy chẳng giả. Một người sau khi đã khai ngộ, đối với hết thảy các pháp vừa Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm, hễ tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ. Đúng như trong bài kệ khai kinh đã nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ai có thể làm được? Pháp thân Bồ Tát có thể làm được. Thật sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nhưng những kẻ trong mười pháp giới vẫn chẳng làm được. Tứ thánh pháp giới càng lên cao càng tiếp cận, nhưng vẫn luôn cách biệt một tầng vì chưa kiến tánh. Sau khi kiến tánh, trí huệ và đức tướng đều thuộc về tánh đức vốn sẵn có trong tự tâm. Chưa kiến tánh, trí huệ và đức tướng của chúng ta là tu đức, do quý vị tu được. Tu từ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi mà đạt được. Cũng có thể tu rất giống Phật Bồ Tát. Nhưng do vô minh phiền não chưa phá, nên còn kém một bậc. Những đạo lý này chúng ta đều hiểu rất rõ ràng, cũng hiểu phương pháp tu học, nhưng chẳng thật sự hành. Rất mong thật sự hành, nhưng nói chung là làm chẳng giống. Nguyên nhân ở chỗ nào? Tập khí phiền não quá nặng.
Các nhà khoa học gia nói đến tìm ý thức. Họ chia ý thức thành hai loại. Một loại là rõ rệt, tức hiện ý thức. Chúng ta nhận biết loại này, chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ tới điều gì đó, đấy là ý thức rất rõ rệt. Tìm ý thức thì chính mình chẳng biết, nhưng nó thường khởi tác dụng. Ví như chính mình chẳng suy nghĩ, bỗng dưng có một ấn tượng hiện tiền, ấn tượng quá sâu, chẳng nghĩ tới mà nó cũng hiện tiền. Nhiều người thuở trước sống trong thời đại chiến tranh, ý niệm và ký ức rất sâu. Đêm thường nằm mộng thấy đang ở trong thời xảy ra chiến tranh, gần như là đệ nhị thế chiến vẫn chưa kết thúc, chẳng nghĩ tới nó. Đó là gì? Thuộc về tìm ý thức. Nó khởi tác dụng rất đáng sợ. Chúng ta huấn luyện những thứ thuộc về tìm ý thức trên đây, thay đổi những thứ bất thiện, khiến cho khởi tâm động niệm của chúng ta đều là Phật Bồ Tát, khởi tâm động niệm đều là thế giới cực lạc, chắc chắn sẽ vãng sanh. Quả thật là bất tri bất giác, chẳng cố ý nghĩ tới các ngài, nhưng Phật Bồ Tát thường hiện tiền. Lũ bình phàm chúng ta thường nói là ở trong đầu óc. Chính quý vị biết rất rõ, người khác chẳng biết. Cách nói này cũng chẳng sâu lắm. Ai nấy đều hiểu được. Chuyện này là thật chẳng phải giả. Cũng có thể nói là trong ký ức của chúng ta, ký ức thuộc về tiềm ý thức, tức A Lại Gia ghi lại ấn tượng rất sâu đậm, chẳng có cách nào diệt trừ. Nó khởi tác dụng dẫn dắt quý vị. Những ảnh hưởng bất thiện sẽ gây ảnh hưởng, khiến cho quý vị bất tri bất giác làm những chuyện bất thiện. Chẳng phải là quý vị muốn làm, thế mà vẫn làm. Đó là tìm ý thức phát sanh sức mạnh. Hiểu đạo lý này, liễu giải sự thật này, chúng ta rèn luyện chính mình trong cuộc sống là chuyện quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Hãy nên thời thời khắc khắc ghi sâu ấn tượng về Phật trong A Lại Gia. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta ước Phật niệm Phật. Ước là nghĩ, trong tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền sẽ thấy trong định hoặc thấy trong mộng. Tương lai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sẽ chẳng còn lìa khỏi Phật. Do vậy có thể biết, đại sự bậc nhất đối với người tu hành là phải biến đổi ký ức trong A Lại Gia thành A Di Đà Phật. Đối với
bất luận thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên trong quá khứ, đều phải dùng A-di-đà Phật, dùng kim vô lượng thọ để thay thế nó. Cũng vì những ấn tượng trong quá khứ quá sâu, duyên quá sâu, nay chúng ta phải làm cho ấn tượng về Phật, về kim vô lượng thọ, về A-di-đà Phật sâu đậm hơn. Mỗi ngày đều làm việc này, thật sự niệm Phật. Trong tâm quý vị thật sự quá Phật. Phật ở trong tâm quý vị, đó mới đại sự bậc nhất trong một đời này. Tu thành công đại sự này, xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới, nhất định giảng sanh tịnh độ. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai càng hay hơn. Chân dài viết: xuất văn trì tam thị nhất thiết Như Lai tạng. Nói đến điều gì? Chưa nói tới quá khứ và vị lai chư Phật, chỉ nói kinh tạng do hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật để lại cho chúng ta. Nói đến pháp tạng ý: đa văn quy nhất văn. Câu này hết sức quan trọng. Nhất văn là gì? Nhất văn tức thị văn kỳ danh hiệu. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nhiều lần nói tới chuyện này. Cổ đại đức đã quy nạp đối với hết thảy các kinh do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm trong lúc Ngài tại thế. Bộ kinh nào có thể đại diện cho hết thảy các kinh do Đức Phật đã nói trong 49 năm? Các vị tổ sư đại đức, các tông phái trong thời đại Tùy Đường hầu như nhất trí công nhận bộ kinh ấy là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Gọi kinh ấy là căn bản pháp luân. Hết thảy các kinh là cành lá của kinh căn bản. Đây là dùng một cội cây to để ví dụ. Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là rễ cây, là gốc cây. Hết thể các kinh đã nói trong 49 năm là cành lá của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là pháp tạng của hết thảy các đức Như Lai. Hoa Nghiêm đạt đến chỗ viên mãn, cuối cùng là mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Câu này quan trọng, là thật chẳng giả. Chương cuối cùng ý chính là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm. Nếu chẳng có chương ý, Hoa Nghiêm sẽ chẳng độ chúng sanh viên mãn, vì chỉ độ bậc thượng thượng căn. Kẻ trung hạ căn chẳng có phần. Có chương ý sẽ là thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp lợi căn lẫn độn căn. Hết thảy chúng sanh đều có thể nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bởi lẽ Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì lẽ đó cổ nhân mới nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng đều
nhằm dẫn đường cho kinh Vô Lượng Thọ. Có nghĩa là kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa dẫn dắt quý vị tiến nhập kinh Vô Lượng Thọ. Nhập thế giới Cực Lạc. Chúng ta chớ nên không hiểu ý nghĩa này. Không chỉ phải hiểu mà còn phải thừa nhận rất sâu. Thì nguyện tâm của chúng ta mới chẳng bị thoái chuyển. Mục tiêu và phương hướng tu học của chúng ta mới chẳng bị biến đổi. Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn giữ một phương hướng, một mục tiêu là thế giới Cực Lạc. Chuyện này trọng yếu lắm. Kinh Hoa Nghiêm quy vào Vô Lượng Thọ. Này, bản kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang dùng do Hạ Lão Cư Sĩ hội tập, gồm có 48 phẩm. Nói là 48 chương cũng được. Phẩm nào quan trọng nhất? Tìm ra phẩm bậc nhất. Phẩm nào là bậc nhất? Cổ Đại Đức đã nói từ sớm, phẩm thứ sáu là bậc nhất. Phẩm thứ sáu là 48 nguyện. Bốn mươi tám nguyện gồm 48 điều. Nguyện nào lại là bậc nhất? Truy cầu không ngừng, truy đến cuối cùng thì nguyện thứ 18 là bậc nhất. Nguyện 18 nói gì? 10 niệm ác giảng sanh, tức là khi lâm chung, 10 niệm quyết định sanh về thế giới Cực Lạc. Đó chính là công đức chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu này. Vì thế quy vào nhất văn. Nhất văn là nghe danh hiệu này, tức là nội dung của nguyện thứ 18. Vì vậy tại Nhật Bản có một chi phái chuyên tu nguyện thứ 18, chẳng cần đến các nguyện khác, gọi là bổn nguyện niệm Phật. Được không? Chẳng thể nói là không được, mà cũng chẳng thể nói là được. Phải nên nói ra sao? Nếu họ thật sự là một câu A-di-đà Phật, dạng duyên khác đều buông xuống thì được. Nếu kẻ y chỉ niệm một câu A-di-đà Phật nhưng muôn duyên khác vẫn chẳng buông xuống thì không được. Kẻ y có quá nhiều chướng ngại. Nghiệp chướng tập khí chẳng đoạn hết, vẫn bị những thứ y quấy nhiễu. Vậy thì không được rồi. Thật sự thấy thấu suốt, thật sự buông xuống, đúng là chỉ một câu A-di-đà Phật đã được rồi. Chẳng phải là không được? Không sai. Sự thành tựu trong tinh tấn niệm Phật đường có đạo lý như vậy đó. Chúng ta phải hiểu. Hiện thời có nhiều người thành tựu niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu đến cùng, thêm gì vào để phụ trợ? Thêm kinh A-di-đà, hoặc thêm kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mỗi ngày đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc đọc tụng kinh A-di-đà, chẳng khuất phục phiền nào, nghiệp chướng vẫn hiện tiền,
Khi ấy công phu niệm Phật của quý vị chẳng đắc lực, phải làm như thế nào? Nhất định là phải tu pháp môn sám hối, trì giới sám hối, phải trừ hết ám chướng thì mới được. Quý vị chẳng trừ hết ám chướng, tuy có tính tâm nhưng tính tâm chẳng kiên cố, có nghi hoặc trong ý nhưng chính quý vị chẳng biết. Nguyện lực chẳng thiết tha, Thiên Thân Bồ Tát có ba anh em. Anh cả là Vô Trước Bồ Tát, anh hai là Sư Tử Giác, Thiên Thân Bồ Tát là em thứ ba. Cả ba vị đều tu Di Lạc Tịnh Độ. Anh hai giảng sanh trước, ba anh em đã ước định sẵn, họ sanh về Di Lạc Tịnh Độ, thân cận Di Lạc Bồ Tát. Sau khi sanh về đó, bèn lập tức trở về báo tin cho chúng tôi. Anh hai là Sư Tử Giác, sau khi giảng sanh bèn chẳng có tin tức, đợi bao nhiêu năm chẳng thấy tin tức. Ngài Vô Trước giảng sanh 3 năm sau mới quay lại báo tin cho Thiên Thân Bồ Tát. Ngài Thiên Thân nói: anh đi 3 năm mới quay về, sao không quay về ngay lập tức? Ngài Vô Trước nói: ta về ngay đó chứ. Thời gian đâu xuất hiện dùng khác biệt chúng ta. Một ngày trên đâu xuất hiện bằng 400 năm trong nhân gian. Ngài nói: ta gặp Di Lặc Bồ Tát xong lập tức quay về nói cho người biết. Trong nhân gian đã trôi qua 3 năm. Quả thật là ở trên đâu xuất hiện đại khai chưa đến 1 tiếng đồng hồ, thời gian chỉ chừng mấy phút mà nhân gian đã là 3 năm. Ngài Thiên Thân liền hỏi: anh hai đâu? Anh hai đã đến ngoại viện Đâu Xuất Thiên, thì ngoại viện rất đẹp, rất lưu luyến, còn chưa vào nội viện. Đến đó hưởng phước rồi, hoàn cảnh nơi y vô cùng tốt đẹp. Ngài Sư Tử Giác vừa trông thấy bèn khởi tâm tham. Câu chuyện này thật sự có thể cảnh tỉnh mọi người. Vì lẽ đó chúng tôi liền quảng nhiên đại ngộ, vì sao Đức Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Trong thế gian này cuộc sống khổ sở một chút tốt lắm, cuộc sống khổ sở sẽ chẳng có ý niệm lưu luyến. Nếu cuộc sống trong thế gian này quá an nhàn sung túc, qua xa xỉ, sẽ chẳng nỡ rời khỏi. Đối với phước báo trong nhân gian mà còn như thế, nếu quý vị lên đến cõi trời, thấy chư thiên dấy lên một niệm tham luyện, khởi lên một niệm như vậy, sẽ ngay lập tức đọa xuống, sẽ chẳng có phần trong thế giới cực lạc. Quý vị thấy đáng sợ lắm. Do đó chớ nên hưởng phước,
Cổ nhân thường nói, trong phước có họa. Chữ họa và phước viết theo tiếng Hán rất giống nhau, cho thấy họa và phước rất khó phân định ra rồi. Rốt cuộc là phước hay họa? Ai biết? Phước rất dễ dàng biến thành họa, nhưng họa cũng chẳng dễ gì biến thành phước. Cho thấy phước chẳng có sức mạnh to lớn như họa. Tổ tiên chúng ta có trí huệ, có tầm cảnh giác rất cao, tạo ra văn tự khiến cho chúng ta thấy hình tượng của những chữ ấy. Bạn có thể nâng cao tâm cảnh giác của chính mình. Trên cả thế giới, trong bất cứ quốc gia hay dân tộc nào cũng đều chẳng có chuyện này. Văn tự tiếng Hán là phù hiệu trí huệ. Ân trạch của tổ tiên đối với hậu thế sâu dày, báo đáp bằng cách nào? Có người hiện thời ngày càng chẳng nhận biết tổ tông, càng ngày càng chẳng tôn kính tổ tông, tai họa liền xảy tới. Chẳng biết báo ân, chẳng biết ân đức. Chuyện này không thể trách chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất hay: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Nói rất hay. Chúng ta sanh nhầm thời chiến tranh loạn lạc, suốt đời sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, hàng ngày sống cuộc đời lưu lạc. Cha mẹ chẳng dạy dỗ chúng ta, thầy cũng chẳng dạy chúng ta, làm sao chúng ta có thể biết được? Một đời tôi lúc nhỏ đắc lực nhờ cha mẹ dạy tôi tôn sư trọng đạo, những tao ngộ trong suốt một đời có quan hệ hết sức to lớn với chuyện ấy. Lúc hai mươi mấy tuổi tôi gặp ba vị thầy. Thầy nhiệt tâm dạy dỗ tôi, vì lẽ nào? Tôi chẳng có sở trường gì. Đại khái là các thầy nhìn vào thái độ tôn sư trọng đạo ý. Thầy thật sự dạy tôi, tôi cũng thực sự chịu học tập. Quay trở lại như vậy, học tập văn hóa truyền thống, tôi biết ba căn bản Nho Thích Đạo rất trọng yếu. Đắc lực là do Chương Gia Đại Sư suốt 3 năm nhắc nhở tôi bằng một câu nói: giới luật rất trọng yếu. Tôi vốn cũng sơ suất điều ấy. Lão nhân gia đã khuất bóng, tôi mới khởi tâm cảnh giác, thầy đã mất rồi.
Thầy còn sống tôi có nơi nương tựa. Thầy đã khuất nương tựa ai? Hơn cận thầy 3 năm, thầy dạy tôi những gì? Bèn nghiêm túc phản tỉnh sâu xa. Trong lần phản tỉnh đó, ý niệm ấy liền hiện tiền. Giới luật rất trọng yếu. Vì thầy bảo tôi câu ý mấy chục lần, ấn tượng hết sức sâu đậm. Vì sao thầy cũng chẳng nói câu ý cặn kẽ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như vậy, nhắc tới mười mấy lần, mấy chục lần. Tôi cũng dùng thời gian 10 năm, 20 năm để thường xuyên hồi tưởng chiêm nghiệm, lại nhìn vào tình trạng xã hội hiện tiền, quả nhiên đại ngộ. Hiện thời chúng ta sai sót ở chỗ nào? Sai sót ở chỗ thiếu cội rễ. Chẳng phải là không dụng công, chẳng phải là không nỗ lực, mà là thiếu cội rễ. Chẳng tu từ căn bản. Luôn tu nơi cành lá. Vì lẽ đó, bất luận tu như thế nào, tu suốt đời vẫn chẳng thể thành tựu. Đã tìm được nguyên nhân. Mời thật sự hiểu đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng viên của Đạo gia, những năm xưa đều đã học, lại còn đã từng giảng. Thật thiện nghiệp đạo của nhà Phật. Người xuất gia nhất định phải tu sa di luật nghi. Những thứ y chẳng để niệm suông, chẳng phải để nói suông, mà là cuộc sống. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác có tương ứng với giới điều cơ bản hay không? Hãy tương ứng thì là thiện, chẳng tương ứng là ác. Tiêu chuẩn đoạn ác tu thiện ở chỗ này. Tiêu chuẩn y do thánh nhân trong Tam giáo định ra. Do tánh đức tự nhiên lưu lộ, chẳng do người nào sáng chỉ, chẳng do một ai sáng tạo, chẳng phải gì. Chúng là tánh đức trong tự tánh lưu lộ. Nói cách khác, bản tánh của con người vốn lành. Vì sao nói là vốn lành? Họ vốn là như vậy. Này tư tưởng, lời nói và việc làm của quý vị biến đổi, chẳng giống dự tánh được. Đó là gì? Quý vị đã học theo cái xấu. Đó là tập tánh. Tánh tương cận tập tương diện. Đó là tập tánh. Quý vị đã học theo cái xấu, chẳng ai dạy dỗ quý vị đàng hoàng. Nguyên nhân là như thế đó. Có những căn cội này, tối thiểu là có 3 căn cội, cộng thêm sa di luật nghi thành 4 căn cội, thì một câu Phật hiệu là đủ rồi, chẳng cần gì nữa. Do một câu A Di Đà Phật mà quyết định được sanh về tịnh độ. Hơn nữa phạm vi giảng sanh hoàn toàn phụ thuộc vào công phu, tức công phu trì danh của quý vị. Nếu trì danh mà niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật Tam Muội, quý vị sẽ sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Quý vị niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, sẽ sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Do một câu danh hiệu này, vì thị nhất văn chính là nghe danh hiệu này. Thị dĩ văn Phật danh hiệu, di thọ trì thậm thâm phát tạng giả, di hợp tịnh tâm.
hoàn toàn tương ứng với tâm chỉ của Tịnh Tông. Từ giáo nghĩa này chúng ta nghĩ lại, trong một đời này, đặc biệt là trong xã hội hiện tại, đang nhằm thời đại địa cầu xảy ra tai nạn liên tiếp, chúng ta buông xuống giảng duyên, buông xuống tất cả hết thảy các kinh luận trong Phật môn, hết thảy các pháp môn đều buông xuống. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu danh hiệu A-di-đà Phật, có phải là thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai hay không? Thưa cùng chư vị, đúng vậy, chẳng sai tí nào. Câu kinh văn này viết về đức lợi tha của Bồ Tát. Bồ Tát có thể dạy người khác như vậy, vậy người khác thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai. Nhưng những kẻ ấy chẳng nghe. Vì sao chẳng nghe? Họ chẳng nhận biết giá trị. Tam tạng 12 phần giáo mênh mông như hơi khói trên mặt biển. Thế mà quý vị nói pháp này là bậc nhất, ai tin tưởng? Tôi theo thầy Lý 10 năm. Lão nhân gia khuyên tôi suốt 10 năm, tôi đều chẳng tiếp nhận. Quý vị nói xem tin pháp này có khó hay không? Vì thế cổ đức nói pháp môn này là pháp khó tin. Tôi lãnh hội sâu xa. Thầy khuyên như thế nào, tôi có thái độ như thế nào? Chẳng phản đối pháp môn này, tôi cũng rất tôn trọng pháp môn này. Nhưng kẻ trẻ tuổi ham chuộng học rộng nghe nhiều. Quý vị dạy tôi học pháp này, tôi chẳng đành lòng, chẳng tình nguyện. Vì thế sách vở các tông các phái tôi đều học. Này biết là học tạp học loạn. Đối với mỗi tông phái đều hiểu rõ vẻ bề ngoài, đều chẳng thể thâm nhập. Tuy tôi cũng biết kinh luận tổ sư đều dạy, thâm nhập một môn quân tu lâu dài, tôi cũng biết nói như vậy, tôi cũng nói cho kẻ khác nghe, nhưng bản thân tôi chẳng làm được. Đây là gì? Pháp khó tin. Tới khi nào tôi mới quỳ hướng, mới tin tưởng Tịnh Độ? Gần như là 30 năm. Tôi học Phật đến năm nay là 59 năm. Nửa thời gian đầu là giảng kinh Hoa Nghiêm. Đúng là 30 năm. Lần đầu tiên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Đài Loan, tôi nhớ khi ấy là năm Dân Quốc 60, năm 1971. Năm nay là năm Dân Quốc 99, tức 2010. Vào năm Dân Quốc 60 mấy, kinh Hoa Nghiêm đã giảng được một nửa. Bỗng dưng có một ngày nghỉ, Văn Thù Phổ Hiền tu pháp môn gì? Thiện Tài Đồng Tử học pháp môn gì? Tôi còn chưa giảng đến phần sau của bản kinh, mới giảng một nửa, bèn lật tới phần sau. Lật đến cuối cùng, phát hiện Văn Thù và Phổ Hiền được phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Lại quan sát cẩn thận sự tu học của Thiện Tài Đồng Tử,
bèn hiểu. Quý vị thấy tôi giảng tứ thập hoa nghiêm đã được một nửa mà chưa phát hiện. Này cố ý tra duyệt tìm tòi mới phát hiện. Thiện tài là môn sanh đắc ý của văn thù Bồ Tát. Đương nhiên là tu cùng một pháp môn với thầy. Thầy tu pháp môn niệm Phật, trò còn có thể ra ngoài lệ ý hay chăng? Xem kỹ quả nhiên chẳng sai. Thầy bảo ngài đi tham học, giới thiệu một vị thiện tri thức, bảo ngài ấy đến gặp vị ấy. Vị thiện tri thức ấy là tỳ kheo Các Tường Dân. Tu pháp gì? Tu Bát Châu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Người Hoa nói tiên nhập di chủ, người Ấn Độ cũng nói kiểu ý. Biết thiện tài tu pháp gì thì mới hiểu rõ. Lại xem thiện tri thức cuối cùng, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Đó là gì? Thiện tài đồng tử từ đầu đến cuối là niệm Phật A Di Đà. Tôi mới hiểu mật nghĩa rất sâu. Trong khoa phán của Thanh Lương Đại Sư, 53 lần tham học, đối với mỗi vị thiện tri thức, đến cuối cùng thiện tài đồng tử đều là luyện đức lễ từ. Thanh Lương Đại Sư viết khoa phán như vậy, bốn chữ ý có ý nghĩa rất sâu. Luyến đức là cảm ơn, cảm tạ quý vị đã chỉ dạy. Lễ từ là gì? Chẳng học pháp môn này. Pháp môn này tôi đã biết, đã hiểu, nhưng tôi vẫn niệm Phật. Từ chỗ ngài Các Tường Dân học tập pháp môn niệm Phật, một mực chẳng biến đổi. Cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Do vậy ai là người tiếp dẫn tôi về pháp môn Tịnh Tông? Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm đã tiếp dẫn tôi. Nên mới khăng khăng một mực quy y Tịnh Độ. Mới nghiêm túc học tập Kinh Luận Tịnh Tông. Không dễ dàng, hết sức chẳng dễ dàng. Từ giáo hạ quay đầu quy y Tịnh Độ. Vì vậy thọ trì một câu Phật hiệu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, xác thực là thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai. Chúng ta lại xem phần tiếp theo. Câu kế tiếp là hộ Phật chủng tánh, thường sự bất tuyệt. Câu này nếu nói theo cách hiện thời sẽ là: nếu người học Phật muốn thành tựu, trước hết phải học yêu thương chính mình. Câu này là yêu thương chính mình. Yêu gì vậy? Yêu mến chủng tánh Phật của chính mình. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Thế Tôn thường nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai.
Đó là chủng tánh của Phật. Chúng ta đọc phần chú giải kỳ đó. Hộ giả duy hộ, Phật chủng tánh giả hữu đa thú. Có rất nhiều cách nói đều được nêu lên ở đây. Thám quyền kỹ thập nhất di, Bồ Tát sở hành danh di Phật chủng. Sở hành của Bồ Tát là gì? Lục ba la mật hoặc hợp ba la mật. Lục ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, chánh định, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Thập ba la mật là sau đó còn có thêm phương tiện, nguyện lực, trí, như được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tịnh tông chúng ta tu học năm khoa mục là tam phương, lục hòa, tam học, lục độ, Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện. Đó là những điều được đề xướng bởi Tịnh Tông học hội. Đó là Phật chủng. Thông thường chúng tôi giới thiệu một cách đơn giản nhất đối với các bạn đồng tu sơ học bằng 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đó là chủng tánh của Phật. Niệm đâu nghĩ đây, niệm niệm chẳng quên, tâm hành tương ứng. Bất luận tu học pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu. Tịnh ảnh sớ viết, pháp giới chư độ thị Phật chủng tánh. Hai cách nói này giống nhau. Quân vĩ Bồ Tát sở hành chi lục độ vạn hạnh di Phật chủng tánh. Chư độ là lục độ và thập độ. Giáo pháp Đại thừa nói lục độ, Kinh Hoa Nghiêm nói thập độ. Sở dĩ độ giả, tức độ sanh tử lưu, đắc niết bàn ngã, cố dĩ di Phật chủng tánh giả. Quý vị có thể thoát ly. Thoát ly hai thứ sanh tử hay không? Trong phần trước chúng ta đã học phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Quý vị có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi để giải quyết phần đoạn sanh tử chẳng còn nữa. Ở ngoài lục đạo thì Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có biến dịch sanh tử, cũng hiểu rõ, cũng đã liệu, cũng thoát ly. Đó là thoát ly mười pháp giới. Vì thế
độ hai thứ sanh tử, đang thoát ly mười pháp giới. Thoát ly mười pháp giới thông thường là sẽ đến nơi đâu? Định thế giới Hoa Tạng. Người niệm Phật định thế giới Cực Lạc. Kinh giáo Đại Thừa nói Cực Lạc và Hoa Tạng là một không hai. Thuở trước tôi giảng kinh ở Tân Gia Ba, ở bên đó mấy năm, có chẳng ít đồng học hỏi tôi, Hoa Tạng và Cực Lạc khác nhau và giống nhau như thế nào? Có sai khác hay không? Tổ sư có nói Hoa Tạng và thế giới Cực Lạc chẳng hai. Vì sao nói là hai thế giới? Tôi sống ở Tân Gia Ba nên dùng ngay Tân Gia Ba để tỉ dụ. Tôi nói Hoa Tạng giống như Tân Gia Ba, thế giới Cực Lạc giống như con đường ô tiết. Tân Gia Ba có một con phố phồn hoa nhất có tên là đường ô tiết, là khu vực tốt nhất. Từ tỷ dụ y đại khai có thể hiểu rõ. Vì vậy sanh về Cực Lạc chính là sanh trong Hoa Tạng. Sanh trong Hoa Tạng chưa chắc đã sanh về Cực Lạc. Quý vị sống ở Tân Gia Ba chưa chắc sống trên đường ô tiết. Sống trên đường ô tiết đương nhiên ở tại Tân Gia Ba. Do đó Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là báo thân của Tỳ Lô Giá Na. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân của Tỳ Lô Giá Na. Một tức là ba, ba tức là một. Thông thông thấy đều quy về một pháp. Đa văn quy vào nhất văn, nhiều pháp quy vào một pháp. Trong Phật môn thường nói vạn pháp quy nhất. Kim Kim Cang nói thế giới là nhất hiệp tướng. Điều này có ý nghĩa hoàn toàn khẳng định khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể. Sự nhận biết này hết sức đa quý. Kinh Đại Thừa nói đến pháp môn bất nhị. Bất nhị là một. Chúng sanh và Phật bất nhị. Chúng sanh và Phật là một không hai. Chúng sanh và Phật là một không hai. Làm sao có thể nói A Di Đà Phật và Tỳ Lô Giá Na là hai? Há có đạo lý ý? Chúng ta đã học Hoàng Nguyên Quán nên biết hết thảy các pháp chư Phật Bồ Tát Y Báo và Chánh Báo Trang Nghiêm trong mười pháp giới đều do tự tánh biến hiện. Chẳng có một pháp nào lìa khỏi tự tánh. Vì thế kinh dạy ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Nói rõ điều gì? Một thể. Một thể thì tâm đại từ bi trong tự tánh mới lưu lộ. Tâm đại từ bi chính là tâm yêu thương thanh tịnh bình đại.
là thật chẳng giả. Thật có nghĩa là gì? Vĩnh hằng bất biến. Đó là thật. Khi người thế gian nói đến yêu thương, quý vị phải hiểu, đó là hư tình giả ý, chẳng thật. Nếu quý vị ngỡ là thật, sẽ chịu khổ. Phải biết nó là giả, sẽ biến đổi. Chỉ có từ bi từ tự tánh lưu lộ mới là vĩnh hằng bất biến. Bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều luôn chân thành như vậy. Người hiện thời nói là nhiệt ái. Độ sanh tử lưu, đăng niết bàn ngàn. Niết bàn ngàn là bất sanh, bất diệt. Nói theo sự, đó là quả thật bảo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Nói theo lý, chính là thường tịch quang tịnh độ, trở về tự tánh, chính là thật sự lên bờ niết bàn. Vì thì dùng độ để gọi chủng tánh của Phật. Hữu hội sớ cứ chư kinh luận, tiêu cử Phật chủng tánh chi tứ nghĩa. Kim đã cử kỳ tam, sách hội sư giảng bốn ý nghĩa. Ở đây chỉ nói ba điều. Thứ nhất là chúng sanh sẵn có Phật tánh. Kinh nói chuyện này rất nhiều. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh và tự tánh là một tánh, nhưng chúng có sai biệt. Sai biệt ở chỗ nào? Phật nghĩa là giác, cũng có thể nói là pháp tánh chuyên chỉ trí huệ và đức tướng trong tự tánh. Nếu chỉ nói đến một thứ là trí huệ, thì trí huệ là Phật tánh. Nếu nói pháp tánh, sẽ bao gồm toàn bộ trí huệ, đức năng và tướng hảo, thấy đều được bao gồm. Nói là tự tánh hoặc pháp tánh sẽ đều gồm trọn. Nói Phật tánh tức là chỉ nói đến trí huệ. Tác dụng của trí huệ là giác, giác tánh. Chúng sanh tâm trung cụ Như Lai tánh. Bốn lai bất biến, năng sanh quá hằng sa công đức, đáng gì vô minh sợ tế, tuy hữu đồng vô. Bồ Tát dị hưng giáo hóa, khai phát bỉ bổn cụ chi Như Lai tạng, danh di thiệu long Phật chủng. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Là căn cứ để kết luận tổng hợp. Những điều đã được nói trong kinh luận, trong tâm chúng sanh có Như Lai tánh chân thật. Đó là thật, chứ gì phải ghi nhớ. Nó vĩnh hằng bất biến, là thật. Đó gọi là tại thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Trong tương lai quý vị thành Phật, Như Lai tánh của quý vị chẳng tăng thêm chút nào. Quý vị tạo tội nghiệp đọa trong A Tỳ địa ngục, nó cũng chẳng giảm tí nào. Nó vĩnh hằng chẳng thay đổi. Quý vị thấy đó, nó vốn chẳng thay đổi.
Nếu gặp duyên, nó có thể sanh. Quá là vượt qua, vượt trội hằng sa công đức. Hằng sa là tỷ dụ, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Có thể xuất hiện công đức như vậy. Gặp duyên có thể sanh ra công đức ấy. Hết sức đáng tiếc, nay quý vị bị vô minh chướng ngại. Tuy có, nó chẳng khởi tác dụng. Nên tuy có mà cũng như không. Vô minh là gì? Chúng ta phải ghi nhớ, khởi tâm động niệm là vô minh. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là vô minh, tức là đã bao gồm các phiền não ấy. Chúng ta có vô minh, có trần sa, có kiến tư, nên tuy có Như Lai tánh mà vẫn như không. Phải đoạn cả ba thứ phiền não này, toàn bộ đều buông xuống, thì Như Lai tạng sẵn có, tức Như Lai tánh chân thật trong tâm chúng ta mới hiện tiền. Sẽ giống như Huệ Năng Đại Sư đã nói, Ngài khai ngộ. Khai ngộ là tình trạng như thế nào? Ngài nói năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Phải ghi nhớ câu này, chưa hề bị nhuốm bẩn, vì nó là thật. Vốn chẳng sanh diệt. Vốn chẳng sanh diệt là đại bát niết bàn. Nên minh tâm kiến tánh được gọi là đăng niết bàn ngạn. Quý vị đã kiến tánh, thật sự chứng đắc bất sanh bất diệt. Câu thứ ba là vốn tự trọn đủ. Nó trọn đủ trí huệ và đức tướng. Đức ở đây là nói đến hằng sa công đức. Tướng là vô lượng tướng hảo. Người hiện thời gọi là phước báo. Phạm vi của tướng hảo còn lớn hơn phước báo. Hết thảy đều trọn đủ trong tự tánh, chẳng cần cầu từ bên ngoài. Hai câu cuối cùng là vốn chẳng dao động. Đó là tự tánh vốn định. Cuối cùng là có thể sanh ra muôn pháp. Khắp pháp giới hư không giới đều do tự tánh sanh và hiện. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do A-lại gia biến ra. Sau khi đã mê mới biến, đã giác ngộ sẽ chẳng biến. Do chẳng thay đổi nên quậy là nhất chân. Cái bị biến là mười pháp giới. Bồ Tát Dĩ Hưng Giáo Hoa khai pháp bỉ bổn cụ chi Như Lai tạng, danh di Thiệu Long Phật chủng. Nói rất hay. Hưng là hưng khởi, kiến lập. Nói theo cách hiện thời sẽ là
sáng lập Phật giáo. Hưng chính là sáng lập. Vì sao phải hưng khởi sự giáo hóa? Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, vì sao Ngài phải kiến lập nền giáo dục của Phật Đà để giáo dục chúng sanh? Mục đích là khai phát Như Lai Tạng mà chúng sanh vốn sẵn có. Đó là mục tiêu giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm. Như Lai Tạng vốn sẵn có là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác, A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề. Dịch sang tiếng Hán sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sanh vốn sẵn có. Quý vị thấy kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Quý vị buông chấp trước xuống, chánh giác liền hiện tiền. Chấp trước chướng ngại chánh giác của quý vị, hãy buông xuống, điều gì cũng chẳng chấp trước. Pháp thế gian và xuất thế gian ta đều chẳng chấp trước, chánh giác hiện tiền. Buông phân biệt xuống, phân biệt vi tế hơn chấp trước. Không chỉ chẳng chấp trước mà tâm phân biệt cũng chẳng có. Quý vị liền thành chánh đẳng chánh giác. Cuối cùng không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước mà khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Quý vị liền chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là Như Lai Tạng viên mãn, đã thành Phật. Ba thứ phiền não y thấy đều trọn đủ, thứ gì cũng chẳng đoạn. Quý vị là lục đạo phàm phu, luân hồi trong lục đạo. Vì thế Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, sáng lập nền giáo dục của Đức Phật, mục đích là giúp đỡ hết thảy chúng sanh, hộ Phật chủng tánh, thường sự bất tuổi. Ý nghĩa ở chỗ này, chủng tánh của Phật ở chỗ nào? Chủng tánh của Phật ở ngay trên thân quý vị, chẳng ở nơi người khác. Quý vị chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, nó liền hiện tiền. Chuyện là như thế đó. Quý vị thấy Đức Phật tụng thời gian 49 năm, có thành tựu hay chăng? Có. Quả thật là trong các đệ tử của Phật có không ít người chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người thành chánh đẳng chánh giác nhiều hơn. Người thành chánh giác nhiều nhất tức là A-la-hán. Người chứng có A-la-hán chẳng tính nội số. Phật giáo truyền đến hiện thời, chiếu theo cách nói của người Hoa, đến nay là 3037 năm. Ở Trung Quốc thành tựu như thế nào? Ở sức khả quan. Trong tông môn, quý vị có thể xem Ngũ Đăng Hội Nguyên và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của tông môn
có ghi chép những vị thật sự chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác trải các đời. Đó cũng là những vị được Thiền Tông gọi là minh tâm chiến tánh, chiến tánh thành Phật. Phải biết là có tới cỡ 2.000 người hoặc hơn 2.000 người. Người chứng đắc quyền giáo Bồ Tát, chứng A-la-hán đông đảo. Người giảng sanh tịnh độ càng nhiều hơn, quá ư là nhiều. Trong 100 năm gần đây, chẳng nghe nói có người khai ngộ, cũng chẳng nghe nói có vị nào chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đắc định thì có, cũng có nghĩa là có những vị là tứ quả A-la-hán hoặc quyền giáo Bồ-Tát thì có. Mỗi đời một ít thôi. Trong thời đại hiện tiền, nói chung là hoàn toàn chẳng có. Đừng nói là A-la-hán, tôi thấy ngay cả Tu Đà Hoàng cũng chẳng thể. Làm thế nào đi? Chỉ có tịnh độ, đới nghiệp giảng sanh. Vì vậy, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu hồng danh 6 chữ này, trong thời mạt pháp, từ nay về sau hãy còn 8.000 năm nữa, sẽ phổ độ hết thảy chúng sanh vô lượng công đức. Mục tiêu đều là một, khai phát Như Lai Tạng sẵn có nơi chúng sanh. Trong tịnh tông, do nơi đây nghiệp chướng quá nặng, hoàn cảnh không tốt, quý vị chẳng có cách nào thành tựu, nên giúp quý vị di dân đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc, hồng thân cận A-di-đà Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề trong hội Di Đà. Vì vậy mục tiêu chung cực giống nhau. Điều ấy được gọi là Thiệu Long Phật Chủng. Thiệu Long Phật Chủng chẳng phải là nối tiếp hương thịnh dòng giống Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng chẳng phải là dòng giống Phật của A Di Đà Phật, mà là dòng giống Phật của chính mình. Điều này quan trọng. Đây là tự Phật, chẳng phải là tha Phật. Tha Phật chẳng thể giúp chúng ta, chính mình thành Phật mới được. Từ chỗ này quý vị liền hiểu Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Trong tôn giáo có thần, cá nhân chẳng thể giống như thần, chẳng thế nào. Trong tôn giáo có thượng đế, chẳng thể là ai cũng đều làm thượng đế. Thượng đế chỉ có một, chân thần chỉ có một. Trong Phật giáo chẳng phải là như vậy. Trong Phật giáo tất cả chúng sanh ai nấy đều là Phật. Hiện thời có phải là Phật hay không? Là Phật. Chỉ vì chính quý vị chẳng thừa nhận, chính quý vị mê hoặc điên đảo, chẳng thừa nhận chính mình là Phật. Thế nhưng Phật và Pháp Thân Bồ Tát thấy quý vị là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Vì sao? Có Phật tánh. Thứ hai, dĩ Bồ Đề Tâm di Phật chủng. Trong điều thứ nhất trên đây, nói theo lý, nói theo tánh, hết thảy chúng sanh đều là Phật. Điều thứ hai nói theo sự,
quý vị chẳng phát Bồ Đề Tâm sẽ chẳng thành Phật. Vì thì quay Bồ Đề Tâm là Phật chủng. Hoa thủ kim viết, thí như vô ngưu tác vô đề hồ, nhược vô Bồ Tát phát tâm tác vô Phật chủng. Nhược hữu ngưu tác hữu đề hồ, như thị nhược hữu Bồ Tát phát tâm tác Phật chủng bất đoạn. Ngài dùng tỷ dụ để nói đề hồ là gì? Kinh Phật thường nói đó là một chí phẩm từ sữa, từ sữa tinh luyện thành, luyện đến mức cao nhất, tốt nhất, thì người Ấn Độ gọi là đề hồ. Sữa là tô, luyện tới mức cao nhất là đề hồ. Đó là những danh xưng từ 3.000 năm trước. Hiện thời rốt cuộc đó là gì? Thuở trước, lão Pháp Sư Đạo Nguyên, khi tôi thọ giới, lão nhân gia là đắc giới hòa thượng. Giới kỳ kéo dài một tháng mấy, chúng tôi ở cùng một chỗ. Lão hòa thượng mỗi ngày đều khai thị cho chúng tôi kể chuyện xưa. Ngài nói có lần theo một đoàn lữ hành sang Ấn Độ, chim bay thánh tích. Ngài là Pháp Sư giảng kinh, có hai chuyện từ đầu đến đuôi Ngài chẳng thể nói rõ ràng. Một là Amala quả, kinh Phật thường nói tới. Rốt cuộc Amala quả là gì? Nói chẳng rõ ràng, mà chú giải cũng chẳng chú thích rõ ràng. Thứ khác là đề hồ. Lần này có cơ hội đến Ấn Độ, hỏi người Ấn Độ có quả Amala hay không? Có. Lấy ra cho chúng tôi xem. Vừa nhìn, người Đài Loan gọi là ba lạc, tức trái ổi. Mới biết Đài Loan có thứ ấy. Đề hồ thì sao? Cũng lấy đề hồ ra. Đây là sa lạp. Mới quảng nhiên đại ngộ. Xác thực là vào thời cổ, những thứ này ăn rất ngon. Nói theo tỷ dụ, nếu chẳng có bò sẽ chẳng có đề hồ. Quý vị lấy gì để tinh luyện? Giống như Bồ Tát, nếu chẳng phát tâm sẽ chẳng có Phật chủng. Có bò đang có đề hồ, giống như nếu có Bồ Tát phát tâm, ác Phật chủng chẳng đoạn. Bồ Đề Tâm là gì? Cũng có rất nhiều cách nói. Chúng tôi phải tìm một cách đơn giản nhất để mọi người dễ hiểu, rất rõ ràng. Ngõ hầu chúng ta biết học tập như thế nào. Bồ Đề Tâm có thể và dụng. Kinh dạy thể của Bồ Đề Tâm là chí thành tâm, chân thành đến mức cùng cực là chí thành tâm. Chí thành tâm khởi tác dụng đối với chính mình.
Cổ nhân nói là háo thiện, háo đức, tức là thích điều thiện, ưa chuộng đức. Ưa thiện chuộng đức đối với người khác, từ bi. Từ bi đối với người khác chính là tha thọ dụng. Tha thọ dụng của tâm chân thành là đại từ đại bi. Tự thọ dụng là ưa thiện chuộng đức. Tôi giảng kinh đã nhiều năm như thế. Kể từ khi thầy giao cho tôi bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, tôi rất ưa thích bộ kinh này, vì tựa đề kinh quá hay. Trong tựa đề kinh nhân quả trọn đủ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nửa phần tựa đề kinh này là trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ của Như Lai là gì? Đại thừa. Đức là gì? Vô lượng thọ. Tướng là gì? Trang nghiêm. Quý vị thấy, đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm là quả, chính là như Đức Phật đã nói trong kinh Hoa Nghiêm, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Này chúng ta mê, vì quý vị có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nên chúng không thể hiện tiền, đã mê rồi. Nửa phần sau của tựa đề kinh nói về sự tu nhân. Chỉ cần quý vị tu thanh tịnh bình đẳng giác, đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm liền hiện tiền. Quý vị thì có nhân ắt có quả. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng. Cổ nhân gọi tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm là ưa thiện chuộng đức. Quý vị thấy tựa đề kinh này nói rất rõ ràng. Thiện là gì? Đức là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác là thiện, là đức. Tâm chân thành đối với chính mình là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng giác tâm. Đối với người khác là từ bi, đại từ đại bi, chân thành từ bi. Nói cách khác, mọi người vừa nghe đều thấy rất dễ hiểu, đều ở trong tựa đề kinh. Quý vị biết thọ trì đại thừa vô lượng thọ kinh là Bồ Tát phát tâm, là Phật chủng chẳng dứt. Đó là cách nói thứ hai. Cách nói thứ ba, dĩ xưng danh di Phật chủng, tức là niệm Phật. Có thể nói thông suốt hay không? Có thể. Không chỉ nói thông suốt mà còn nói hết sức hay. Vì trong kinh giáo Đại Thừa, Đức Phật thường nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Trong tâm quý vị tưởng Phật, trong tâm niệm Phật, đương nhiên là lẽ nào Phật chủng chẳng hiện tiền. Điều này rất hợp lý. Nói theo tâm thái, coi xưng danh là Phật chủng rất có căn cứ. Kinh Bảo Vân có nói, ý như chủng thụ, hữu kỳ chủng tử, ly ư hữu bại, cụ túc sanh nha nhân duyên, nảy mầm do có hạ.
giống như cây cối, trong cây, cây đào, hạt đào là chủng tử, có chủng tử của nó, chủng tử chẳng hư nát. Quý vị gieo xuống, nó sẽ nảy mầm, dần dần mọc thành cây nhỏ. 3 năm sau, nó liền sanh trái đào. Mọc thành cây to, gian Phật danh hiệu như đắc chuẩn tử, tín nguyện trì danh, tức thị cụ túc nhân duyên, tức đắc thọ ký tác Phật, có dân trì danh khi Phật chủng. Trì danh là Phật chủng, hoàn toàn chiếu theo cách nói của Tịnh Độ Tâm. Hoàng lão cư sĩ giải thích câu kinh văn này. Đã lựa chọn những kinh luận do các vị tổ sư đại đức từ xưa đã trích dẫn, dần dần đều quy về Tịnh Độ, là còn quý giáo trì danh niệm Phật. Từ chỗ này có thể hiểu trí tuệ, lòng từ bi và phương tiện thiện xảo của lão cư sĩ. Chúng ta hãy nên học tập, chẳng cô phụ tấm lòng của yêu thương chúng ta. Nghe danh hiệu Phật, chúng ta đạt được chủng tử giảng sanh thế giới cực lạc. Nếu nghe xong hoài nghi, chẳng nghĩ đến thế giới cực lạc, sẽ giống như chủng tử hư nát. Tuy có chủng tử, chẳng thể thành tựu. Nếu quý vị có duyên tiếp xúc kinh điển này, pháp môn này, nghe danh hiệu, có thiện hữu giới thiệu, giải thích, giảng rõ với quý vị, giúp quý vị đoạn nghi sanh tín, quý vị thật sự tiếp nhận, thật sự tin tưởng, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thật sự từ hôm nay trở đi quý vị niệm A Di Đà Phật, có thể buông xuống vạn duyên. Này, chúng tôi khuyên dạy người khác đều là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Di Đà. Quý vị quyết định có thể thành tựu trong một đời này, suốt đời diễn diễn chẳng thay đổi. Bất luận công việc bận rộn như thế nào, đều niệm Phật chẳng gián đoạn. Hễ cần dùng đầu óc, bèn buông niệm Phật xuống để làm gì? Làm xong, Phật hiểu liền hiển tiền. Như thế cũng là liên tục chẳng dứt, tín niệm tiếp nối. Vì thế pháp môn này thật sự thù thắng,
bất luận làm loại việc gì cũng đều chẳng có trở ngại, đều có thể giúp quý vị thành tựu. Trong hết thảy các pháp môn, pháp môn này thuận tiện khôn sẵn. Đó là trọn đủ nhân duyên. Giống như quý vị có hạt giống, có đất, phân nước, ánh sáng mặt trời, lại còn có người chăm sóc kỹ lưỡng, nhất định sẽ tăng trưởng vô cùng tốt đẹp. Căn cứ trên ý nghĩa của hội sự, dĩ Bồ Đề Tâm giữ xưng Phật danh hiệu vì Phật chủng tánh, tức chứng bổn kinh. Dĩ phát Bồ Đề Tâm như hướng chuyên niệm di tâm, chánh thị hộ Phật chủng tánh, thường sự bất tuyệt giả. Đây là nói trong kinh này, trong phẩm Tam Bối Giảng Sanh. Chúng ta thì bất luận thượng bối, trung bối, hạ bối, đều là dùng phát Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm. Lấy câu này làm tâm. Tâm nghĩa là gì? Cương lãnh chỉ đạo, chủ yếu là nguyên tắc tu học trọng yếu. Chẳng thì không phát Bồ Đề Tâm, nếu tôi nói Bồ Đề Tâm theo tựa đề kinh này, nhất định phải phát tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chân thành là thể. Đối với bất luận kẻ nào đều phải dùng chân tâm để đối xử. Họ lừa gạt ta là chuyện của họ, ta phải dùng chân tâm đối với họ. Có thể cảm hóa họ thì tốt quá, chẳng thể cảm hóa họ vẫn dùng chân tâm. Phải biết một đời này chẳng thể cảm hóa họ, đời sau họ sẽ bị cảm hóa. Ta quyết định chẳng vì kẻ y hư tình giả ý, mà ta cũng hư tình giả ý đối với kẻ đó, là sai mất rồi. Quý vị đâu phải là người học pháp môn Tịnh Tông. Người học pháp môn Tịnh Tông tuyệt đối chẳng nói lời giả, mà dùng cái tâm chân thành để đối xử với kẻ khác. Đối xử với chính mình thì sao? Đối với chính mình thì phải thanh tịnh, quyết định chớ nên nhuốm bẩn. Nhuốm bẩn là gì? Tự tư tự lợi là nhuốm bẩn, tiếng tâm lợi dưỡng là nhuốm bẩn, ngũ dục lục trần là nhuốm bẩn, tham sân si mạng là nhuốm bẩn. Tối thiểu phải lìa khỏi những thứ nhuốm bẩn ấy, tâm ta sẽ thanh tịnh. Tâm bình đẳng chẳng có cao thấp, đối đãi với bất luận kẻ nào cũng phải đều, nhất loạt bình đẳng. Ta đối đãi với Phật và đối đãi với hết thảy chúng sanh như một không hai, cùng một tâm là tâm bình đẳng. Ta đối với Phật cung kính, đối với người khác thiếu lễ kính, thì sự cung kính Phật là giả trớt, chẳng thật. Ta cung kính Phật,
đối với mũi trùng kiến chẳng cung kính, thì sự cung kính đối với Phật vẫn chẳng thật, vẫn là giả trước. Cho đến đối với hoa cỏ cây cối núi sông đại địa, đều học theo Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính chư Phật, bình đẳng. Giá chẳng cần cầu, thật sự đạt được thanh tịnh bình đẳng, sẽ tự nhiên giác ngộ. Phải biết thanh tịnh do giới mà có, bình đẳng đạt được từ định. Giác là khai trí huệ. Công phu thiền định rất sâu, tất nhiên sẽ có một ngày quý vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì thế thanh tịnh bình đẳng giác là tam học giới định huệ, mà cũng là tam tạng. Thanh tịnh là luật tạng, bình đẳng là kinh tạng, chánh giác là huệ tạng. Giới định huệ tương ứng với tam tạng là kinh luật luận. Nó cũng tương ứng với tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, chánh giác là Phật bảo, Phật pháp tăng. Đương nhiên đó là chủng tánh của Phật. Vì thế chúng ta biết kinh dạy chúng ta phát bồ đề tâm, một mực chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu. Suốt một đời quyết định chẳng dao động. Phải học theo Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, tiếp xúc rất nhiều pháp môn, hết sức cảm tạ, đã khiến cho tôi liễu giải, hiểu rõ. Đó là huệ, là hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Nhưng tâm quyết định là định, chẳng bị các pháp môn ấy quấy nhiễu. Tôi vẫn thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dẫu pháp môn thù thắng đến mấy đi nữa, tôi muốn học thì đến thế giới Cực Lạc hãy học, hiện thời chẳng học. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, đó là đúng. Thường sự bất tuyệt giả, gia thường sự, dục sử Như Lai pháp chủng bất đoạn cố giả. Trong Phật môn thường nói là chánh pháp tồn tại lâu dài. Đó là trách nhiệm của mỗi kẻ đệ tử Phật như chúng ta. Như thế nào thì mới có thể khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài? Nhất định phải thực hiện từ bản thân ta, chẳng thể đòi hỏi kẻ khác. Chánh pháp tồn tại lâu dài chẳng phải là nói kinh điển hay còn trên thế gian. Kinh điển tuy còn mà chẳng có ai tu hành, chánh pháp liền gì? Khuyên người khác tu hành, người ta quá bằng lòng, có thể tiếp nhận hay không? Chẳng đáng tin cậy. Vì thế khuyên chính mình y giáo tu hành, khuyên chính mình chứng A-la-hán, chứng Bồ-Tát, thành Phật. Đó là chánh pháp tồn tại lâu dài. Hãy thật sự làm, chính mình làm, chẳng phải là bảo người khác làm.
chính mình thật sự làm sẽ ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng những ai? Chúng sanh căn cơ đã chín mùi, chúng sanh thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi, thấy quý vị bèn rất hâm mộ, sẽ học theo quý vị. Vậy là quý vị dẫn thêm được một người. Quý vị có thể độ rất nhiều chúng sanh, nhưng chúng sanh căn cơ chín mùi ít ỏi, tức là người thấy quý vị như vậy sẽ thật sự làm giống như quý vị ít lắm. Nhưng người được gieo thiện căn sẽ đông đảo, họ trông thấy quý vị bèn tôn kính tán thán quý vị, thấy đều là gieo thiện căn. Tên anh sứ gì? Hộ sử ly chướng, khởi thiện vô gián, danh thường bất tuyệt. Hộ thì phải bảo vệ chính mình, bảo vệ những gì của chính mình, bảo vệ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Nói cách khác, quý vị nhất định phải xa lìa nhuốm bẩn. Tôi vừa mới nói, phải xa lìa tự tư tự lợi, phải xa lìa tiếng tâm lợi dưỡng, phải xa lìa ngũ dục lục trần, phải xa lìa tham sân si mạng. Đấy chính là nguyên do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta trì giới chịu khổ. Ngài dặn dò bọn chúng ta là những người thuộc thế hệ sau, hãy nên lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Như vậy thì quý vị mới có thể lìa chướng. Học tập cũng phải biết giữ quy củ. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đó là giới, quý vị phải tuân thủ. Ba căn bản đã dung bồi tốt đẹp, nếu đều làm được, quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị trọn đủ điều kiện học Phật. Cách học như thế nào? Một bộ kinh, một pháp môn, đó gọi là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Vì thế tôi khuyên các đồng học Tịnh Tân, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, cứ niệm mãi. Nếu trong tâm vẫn chưa ổn thỏa, còn có nghi hoặc, thì hãy nghe giảng. Nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, cứ lần lượt nghe từng lần một. Nghe không hiểu cũng không sao, nghe lại nữa, cứ nghe lần lượt từng lần một. Cổ nhân nói rất hay, đọc sách ngàn lượt tự thấy ý nghĩa. Nếu quý vị thật sự nghe địa giảng kinh Vô Lượng Thọ này từ đầu đến đuôi 1000 lượt, quý vị sẽ khai ngộ. Vì sao? 1000 lần đã khiến tâm quý vị định lại. Định sanh huệ, định có thể khai ngộ. Đạo lý là như thế đó. Trong ấy chẳng có gì là thần kỳ hay mê tín. Lìa chướng, khởi tâm động niệm chẳng có gì bất thiện. Quý vị khởi tâm động niệm đều tương ứng với tâm thanh tịnh, đều tương ứng với thập thiện nghiệp đạo, đó là bất tuyệt, là thường sự bất tuyệt. Hữu Chân Giải viết Đại Luận Dân: ư vô Phật sự, tán thán Tam Bảo Âm. Đó là thường niệm Phật Pháp Tạng, tức thọ trì tuyên thuyết Phật Pháp Tạng giả. Chúng sanh do chi thực thiện phát trí, thành đức khí lý cố Tam Bảo chủng tử, truyền truyền tương ký, tương sự bất tuyệt, dĩ thượng tam thuyết, chánh hảo hợp tham. Ba loại trên đây đều có thể gộp lại hồng tham khảo. Kinh luận nói rất hay,
nơi chẳng có Phật giáo, bèn tán thán nên giáo dục của Đức Phật. Giảng giải nói rõ với người khác, khiến cho chủng tử Tam Bảo được gieo vào A Lại gia thức của mọi người, khiến cho họ có cơ duyên trông thấy tượng Phật, nghe âm thanh Phật hiệu, vừa thoáng qua tay diễn diễn trở thành hạt giống đạo. Họ đã có thiện căn ý, trong tương lai sẽ khởi tác dụng. Đó là gì? Gieo chủng tử. Đối với chúng sanh căn cơ đã chín mùi, bèn giúp họ thành Phật. Giúp kẻ căn cơ chưa chín mùi trở thành chín mùi. Đối với kẻ chưa có chủng tử, bèn gieo thiện căn cho họ, gieo chủng tử Phật cho họ. Thấy tượng Phật, nghe danh hiệu Phật, đều gieo chủng tử vào A Lại gia. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô